Sao thân chào quý vị, một tuần qua mau quá. Sáng nay ngủ dậy trời đẹp quá đi. Nhìn ra ngoài nắng quá đẹp. Buổi sáng nhìn ra sân, ánh nắng phủ xa gần, cỏ hoa sương còn đượm, vạn vật đẹp vô ngần. Đang nằm trên giường nghe, buổi sáng nghe chim hót như mời mọc đón chào. Một bình minh tươi mát, đầy sức sống dạt dào. Wow, đẹp quá, ok. Mình cao độ rất là tốt. À. Tôi có, ok. Rồi. Vuốt xoa mặt. À. Máu chảy lên quá tốt. Bức nhân tráng, ok. Bấm huyệt vào mắt cho rõ. À, rõ quá, ok. Xoa máu chảy lên não. À. À, máu chảy lên não. Xoa. Ồ. Máu chảy tốt. Nhai răng cứng. Xoa ngực. À, tốt quá. Xong, đứng lên stretch. Bước xuống giường nhớ hai cái chân á, đừng có cao quá. Tập bập 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 bập. Ok, rồi. Tôi bây giờ mới ra đánh răng rửa mặt, nhìn trong gương, cười. Hít vào tâm phẳng lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại. Giây phút đẹp tuyệt vời. Nếu ngày nào giờ nào cũng đẹp tuyệt vời thì các ngày nó đẹp, cả tháng đẹp, cả năm đẹp, cuộc đời đẹp, dễ quá, có thấy không? À, sáng nay trời đẹp quá, sao mà sướng, sao mình ngủ dậy mà hên quá vậy ta, mình khỏe này, mình không có bệnh tật này, nhìn thấy bên ngoài trời nắng này, nghe được này, đi đứng bình thường này, wow, cái đó là phước báu quá, quý thấy không? Thành đó, không có gì mà ngủ dậy mà thấy mình khỏe, không có gì ngủ dậy mà thấy mình còn sống được, có một ngày để enjoy, thành thôi, đó là phước báu của mình đó nha. Có một cuộc đời này, quý vị thấy, mình sống đó, đâu phải là sống một mình sống là mình nhiều khi mình, quý vị, mình nếu mình tốt thì mình giúp người khác. Mà nhiều khi trong cuộc đời này mình cũng nhận cái người khác giúp mình nữa. Ai ai đâu thì người nào mà giúp toàn giúp người khác mà không nhận giúp của mà không người khác giúp mình. Thành á, khi một ai mà giúp mình thì đầu tiên hết mình phải biết cái gì? Thì mình phải biết, ồ, người ta giúp mình hả? Hay quá hả? Thì mình phải biết ơn. Ok. Biết ơn người đã giúp mình. Right. Rồi. Xong rồi đó. Khi biết ơn rồi, đâu phải là họ giúp xong là mình biết ơn rồi mình quên luôn, đâu quên. Năm này tháng nọ, nếu cái cuộc giúp đó mà ghê gớm á thì mình phải nhớ cái ơn đó chứ. À, nhớ cái ơn đó. Lâu lâu ô, lâu lâu mình gặp ô trời ơi ông này cô này hồi trước cô giúp mình cái đó rồi à, nhớ thì mình phải nhớ ơn. Nhớ ơn, biết ơn rồi người ta giúp mình phải biết mình appreciate cái đó rồi mình phải remember, phải nhớ ơn cái đó rồi à. Bây giờ tới cái nữa mình nhớ như vậy, nhưng mà cái người giúp mình đó đó nếu có cơ hội đó, thì mình phải làm sao? Mình phải trả ơn. Ok, trả ơn thì thật ra những người mà giúp mình á, thì nhiều khi họ hơn mình rồi, ok, thành họ có chả cần phải mình trả ơn nữa. Mà trong cuộc sống này cái điều quan trọng là quý thấy thế này, mình giúp ai đó là kêu là thi ân bất cầu báo, tất nhiên là khi mình giúp rồi á, thì mình quên, không cần phải biết là mình giúp ai nữa thì cái đó mới nhẹ nhàng. Còn nếu mình giúp ai mà luôn mình nhớ ồ chờ, tôi giúp người đó, tôi giúp cái cô kia, mình đợi để họ trả ơn, không, cái đó không có tốt nha. Nhưng bổn phận cái người mà nhận đó thì họ phải biết trả ơn. Trả ơn thì nhiều khi họ chỉ cần nói lời cảm ơn, hay là nếu mà cái ơn ghê gớm quá thì mỗi dịp Tết nhất, mỗi dịp lễ lạc mình mua quà mình tặng người ta, ok. Mà nhiều khi những người đó họ họ hơn mình nhiều quá, họ không cần nữa. Với là nhiều khi ở xa không thể, nhưng mà nếu trong lòng mình vẫn nhớ, hay là một lời cảm ơn, hay một cái cạc cảm ơn,
thì cái đó là đủ tốt rồi. Ok, thì đó là mình trả ơn. Nhưng có cái trả ơn cách hay nhất nữa đó là nó kêu là Mỹ, nó kêu là payback. Payback là mình trả ơn lại cho người đó. Ok, nhưng mà nhiều khi mình người đó họ đâu cần, mà họ ở xa mình thì mình dùng cái chữ pay forward. Tự nhiên là trả ơn cho bằng cách là mình khi mình nhớ ơn những người đó giúp mình thì mình giúp người khác. Cái đó rất là đẹp, rất là cao thượng. Cái đó mới hay đó, mới nhớ. Nhưng mà cái mà mình thấy rằng đó, trong cuộc sống này đó, nhiều khi mình không cần phải trả ơn ai để làm việc tốt. Vì nhớ như vậy đi. Chứ mà nói, ô, cái người giờ, vì người đó giúp tôi thì giờ tôi phải giúp người khác. Thì cái đó là cũng tốt rồi ha. Nhưng mà chưa bằng là tại sao mình không giúp người khác. Khi mình có cơ hội, thì quý vị thấy, khi mình nghĩ tới giúp người khác, thì mình, cái người đó đang cần cái đó hả? Mình sẽ giúp nha. Thì chưa giúp người ta mà mình đã thấy trong lòng mình khoan khoái, mình làm một việc tốt, làm việc thiện. Hoặc mình nói, người đó sao? Ok, kia ông thầy, anh cần cái đó, rồi, vài người nữa tôi sẽ giúp nha. Ồ, thì cái đó nó quá tốt, là cái người đó đó họ chấp nhận quý mình giúp mà họ đã thấy trong người thoải mái rồi. Thấy chưa? Rồi, khi đó mình mới chưa giúp, mình mới ý định giúp thôi. Họ mình thấy đã vui rồi. Tới khi đó, vậy hả, anh này đang mua nhà mà thiếu tiền đao, hay là mở business mà thiếu mấy ngàn, mấy chục ngàn, mình cho tao mượn. Ok. Thấy vui không? Mà sau đó cái vui hơn nữa là khi đó người ta làm ăn thành công. Người ta đem tiền lại, người ta trả, hay là người ta không, hay một lời cảm ơn, chứ là mình thấy người ta thành công là mình vui rồi. Thành như thế trong cuộc đời này đó. Có cái câu này hay này. Khi mỗi ngày mình ngủ dậy đó, mình không cần compare hay là compete với người khác, hay là mình không cần so sánh hay tranh giành với ai hết. Mình chỉ cần làm sao mỗi ngày khi mình ngủ dậy, mình thấy mình làm người tốt hơn ngày hôm qua, mình làm việc đẹp, tốt đẹp hơn, mình có suy nghĩ tốt đẹp hơn, và mình công việc mình làm tốt hơn, thì cái đó rất là quan trọng. Thì quý vị nhớ, nếu mình nghĩ được như vậy thì rất là tốt. Tình cuộc đời không có gì là khó hết. Mà quý vị cuối cùng đó, ai trong cuộc sống này chẳng muốn là hạnh phúc, ai trong cuộc sống này chẳng muốn là thành công. Ok, thành trong cuộc đời đó mình á, khi mình có vay, khi có trả, khi mình nhận ơn, khi mình trả ơn, khi mình thi ơn. Ok, thành á, nhưng mà quý vị nhớ đó, trong cuộc sống này mình phải nhận biết, nhất là khi mình nhận ơn người nào. Có những người họ nhận ơn mà họ rất tệ, không bao giờ nhớ ơn, không bao giờ trả ơn, không bao giờ báo ơn. Ok, nên những cái đó mình không nói tới. Còn những người họ biết là biết ơn mà họ một lát sau họ quên, không muốn nhớ ơn nữa, và họ chả bao giờ trả ơn. Ok. Thì những cái đó mình không nói tới. Nhưng mà quý vị nhớ đó, ở đời nếu mình làm việc thì hết sức của mình tốt, mình làm đúng luật và đúng cái chánh tư duy mình thì đương nhiên rồi, tại sao là khi người ta giúp mình không biết ơn người ta, mình không cảm ơn người ta, và mình không trả người ta. Nếu mình làm được như vậy mình sẽ vui lắm, quý vị thấy không? Nhất là khi mình nhận ơn rồi mà mình trả cái ơn rồi đó, có thể là mình thấy nhẹ lắm. Mặc dù cái ơn mình người ta nhận, mình nhận rất nhiều, nhưng mà mình trả lại có thể không bằng cái người ta giúp mình, nhưng mà ít ra trong cái lòng mình cũng khoan khoái,
và ít ra mình cũng thấy à, mình là người biết điều, mình biết. Và cái hay nữa là khi mình thấy ô, ông này giúp mình nhiều quá, bà này giúp mình nhiều quá, thì mình thấy gặp trường hợp người khác đang cần, wow, tôi sẽ giúp cháu, tôi giúp em, giúp vị. Mình nhớ, à, vì sao? Vì mình đã nhận ơn nhiều quá rồi, bây giờ tại sao mình không giúp người khác? À, thì cái dây chuyền đó, cái pay forward đó, tôi thấy là đẹp nhất. Cái đó, nó làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Vì cái vòng thi ơn này cứ tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Và biết đâu, một ngày nào đó, cái sự trả ơn nó trở ngược lại cho người thi ơn đầu tiên. Ok, thì, nhưng mà nhiều khi không cần, chỉ cái dây tiếp. Dây làm ơn, chịch, thì như vậy rất là tốt đẹp. Cô ấy nhớ tới cái đó, nghĩ tới chuyện mình giúp người khác là mình đã vui rồi. Ok, tới đây thì đàn chớp chớp chúng tôi xin dừng đây, và quý vị đừng giờ lần sắm, chúng ta trở lại sau vài giây quảng cáo. Cảm ơn quý vị đã không rời lần sắm. Quý vị nhớ này, những giây phút quảng cáo này đó là tốt lắm, họ quảng cáo cho đài thì đài sẽ có tiền phục vụ cho quý vị hơn. Nếu mà họ cũng tốt như những cơ sở khác, quý vị nhớ ủng hộ nha. Mà khi tới mua, wow, tôi nghe quý vị trong chương trình ABC TV, wow, tôi nghe quý vị trong chương trình Bác Sĩ Hữu, họ rất là khoái và họ nghĩ, oh, như vậy hả, vậy tôi sẽ quảng cáo đài nhiều hơn nha. Ok, rồi bây giờ cái này là cái bài hôm nay rất là quan trọng. Là vì cái nhớ này, trong thân thể mình á, có hai cơ quan, hai nhà máy để mà lọc chất độc. Ok, nhà máy nào vậy? Chắc phải biết rồi. Vậy một cái là nhà máy gan, một cái là nhà máy thận. Ok, thì vì nhà cái bệnh này á, bệnh mà hư cái gan này đó, 40 triệu người của Mỹ, 4 triệu người Mỹ mỗi năm bị. Ok, và 40 tỷ đô la phải dùng cho cái bệnh này, nhiều lắm, nhiều hơn ngân sách quốc gia nhiều. Quý vị thấy trong cơ thể mình á, thì khi mình ăn vô, ăn vô từ thực quản chạy xuống dạ dày, dạ dày có dịch vụ ra bóp rồi thức ăn tiêu hóa chạy xuống ruột non thì nó thêm dịch của ruột non nữa, rồi nó biến chất bổ dưỡng chạy vào máu. Ok, chất cận bản ra ruột già ra ngoài. Ok, chạy máu thì máu chạy từ ruột non về cái nhà máy lọc đầu tiên hết là gan. Ok, gan là cơ quan quan trọng, nó lọc máu, lọc những cái chất độc trong máu tới gan. Không như vậy, gan còn chế tạo những chất bổ cho cơ thể, chế tạo chất albumin, chế tạo những chất chống bị chảy máu, chế tạo đường, vân vân, giúp những cái mật để tiêu hóa về fat, ok, và lọc những chất độc, ok, thì rất là tốt. Nhưng mà vì nó là cơ quan mà sau khi ruột chất bột lên là vô gan trước, thành nhiều khi ở đây nó phải chống lại những chất độc, ok, nó phải chống lại những chất mà vi trùng vô trong cơ thể. Và nếu mà người đó bị uống rượu thì nó chất axit nó làm hư gan, thì cứ bị những cái thương tổn như vậy, thì cứ một lần như vậy thì gan nó, một tế bào gan nó bị hư một tí và nó sơ một tí, và nhiều lần như vậy thì khi tế bào gan nó hư nhiều quá, tức là sơ nhiều quá, cirrhosis, thì gan nó bị suy gan. Then cirrhosis of liver là một chứng bệnh mà khi gan đã bị đánh nhau với chất độc, đánh nhau với vi trùng, đánh nhau với rượu nhiều quá, hay là có những bệnh biến dưỡng về gan, thì nó làm cho cái khả năng gan biệt bị giảm đi và yếu đi. Và tới khi mà gan bị sơ, tức là bị fibrosis nhiều quá, thì chức năng gan làm việc không có được. Thì triệu chứng, thường thường triệu chứng khi mà tới nặng thì mới có triệu chứng. Bệnh nhân cảm thấy buồn nôn, oái mửa, người mệt, mắc ho, làm việc hay mệt, mau mệt, khó thở. Và vì thế là vì những cái làm những cái chất mà về đông máu giảm đi, thì da nó hay bị vỡ máu.
có những cái spider van, ok, và da hay bị ngứa ngáy, ok, bệnh nhân như tôi nói buồn nôn, ói mửa, choáng váng, nhiều khi nặng quá thì sẽ confused, không nhớ gì cả, ok, người rất là mệt. Và vì quý vị thấy đó, khi mà gan máu chạy về gan mà bị sơ rồi thì máu nó đâu có lọc lẹ nữa, nó đậm đậm lại, nó ứ lại, không những ứ của phía dưới mà vô ứa về trong spleen, nó làm spleen nó bị căng lên, nó giữ lại hồng cầu, bạch cầu, làm cho bị thiếu máu, thiếu platelet, xuất huyết. Và nó làm cho bệnh nhân khi nặng quá, làm những cái ven ở trong esophagus, trong dạ dày sưng lên, bệnh nhân ho ra máu, ói ra máu. Và vì những chất bilirubin trong gan bị tiết nhiều quá, bệnh vàng da, mắt vàng, vàng da, ok. Và vì thiếu những chất protein trong cơ máu thể làm cho bệnh nhân malnutrition, người ốm o, mệt. Lúc ban đầu thì những cái bệnh mập làm dễ bị hư gan, nhưng mà khi mà bệnh gan nặng rồi thì người đó sẽ không tiêu hóa, không ăn được, rất là ốm, ok. Đó, rồi nó làm cho những cái máu chạy không đều, không lên được qua gan, nó tụ lại thành bị sưng tay, sưng chân, sưng bụng ra, ascites, ok. Thành càng sưng to thì bệnh nhân càng khó thở và mệt, ok. Đó, thành như vậy mình thấy đó, cái này rất là, đây là một trong những cái bốn bệnh hồi xưa nói là nan y, phong, lao, cổ, trướng, ok, nó trướng lên, ok. Thành bây giờ mình đã biết triệu chứng rồi, mình đã biết cái tại sao bị suy gan, cirrhosis có nhiều thứ, mà ba cái chính. Thứ nhất là bị nhiễm trùng, viêm gan. Viêm gan thì trong hai cái thằng mà nguy hiểm nhất là viêm gan B, B và viêm gan C. Thứ hai nữa là những người nhậu rượu kinh niên. Rượu nó lọc qua, nó phá tế bào gan rất là nhiều. Thứ ba là uống thuốc. Có những loại, tất cả thuốc uống qua phải lọc qua gan thì nhiều cứ làm hại gan rất nhiều, nhất là loại mà thuốc mình thấy là thông thường là acetaminophen, thuốc chống đau, nó làm rất là hại gan, ok. Nhiều thuốc nữa mình không cần nói tới. Hay là những bệnh biến dưỡng về gan, như gan trong đã sinh ra nó có chất đồng trong đó, chất copper, chất sắt vân vân, thì làm gan đã hư từ khi sinh ra rồi. Thì đó là những cái chứng bệnh. Rồi tại sao mà gan nguy hiểm là vì thế này, nó làm cho như vậy thì cái máu biến chứng ha, nó làm cho cái máu bị đậm lại trong cái spleen, thành á nó giữ lại bạch huyết cầu, giữ lại các lết, làm cho bệnh nhân bị thiếu máu, thiếu và vỡ, bị vỡ, bị bleeding nữa, thành là thiếu máu, thiếu bạch huyết cầu, rất nguy hiểm. Nó làm ứ nước lại, thành sưng ra tay, sưng nơi chân và người rất là mệt. Khi mà chất độc nó tích tụ nhiều quá thì chất độc nó lên não, nó làm cho hepatic encephalopathy, ok, làm cho bệnh nhân mê man, mệt và có thể đi luôn. Nó cũng làm cho bệnh nhân dễ bị nhiễm trùng, là vì cái gan chức năng ấy, cho đó bệnh nhân bị dễ bị cúm, dễ bị cảm, dễ bị các vi trùng tấn công. Thành tóm lại, khi mà gan mà suy đó thì mọi chuyện xảy ra rất là dễ dàng. Thì khi mà thấy như vậy thì đi khám bệnh thì bác sĩ sẽ thử máu, quai đường, mỡ vân vân, thiếu máu hay không, albumin có tốt hay không, có bị thiếu những cái xương, có bị yếu hay không, vân vân, ok. Xong rồi đó, có thể làm ultrasound, quai gan có to không, CT scan quai to, và bị gan mà bị cirrhosis lâu ngày có thể đưa tới ung thư gan, cũng như những cái vi trùng mà tấn công gan B and C lâu ngày cũng có thể sinh ra ung thư gan. Rồi, hay là nếu mà hay tốt nhất á, người ta làm biopsy, ok, cắt một miếng trong gan để thử, ok, coi thử có bị hay không nha. Thì như vậy đó, mình biết ra xong rồi thì trị, thì đa số trị đó thì trị cái triệu chứng mà thôi, vì khi gan đã hư rồi á thì khó mà trị cho nó tốt. Thì bây giờ cái mà thì quý vị thấy nhỉ, thiếu máu, bạch huyết cầu vân, thì mình trị cái triệu symptom mà thôi.
và cái bệnh phình ra thì mình phải rút nước hay làm những cái sân để rút nước ra, chứ nếu không bệnh nhân rất là uncomfortable. Ok, nhưng mà prevention là quan trọng nhất, là mình phải chích ngừa gan B, chích ngừa vì gan bị nhiễm trùng, do đó những người lớn tuổi chích ngừa gan B thì tránh từ đầu, hay là chích ngừa pneumonia, chích ngừa cúm mỗi năm để tránh những cái dễ tổn thương về nhiễm trùng. Rồi rút nước ra đều, ăn thì phải tránh ăn mặn vì mặn nó giữ nước bị thêm, tránh ăn mỡ vì mỡ nó làm cho gan yếu hơn, tránh ăn đường vì không muốn bị tiểu đường hơn nữa, và ăn những trái cây tốt, ăn rau, tránh bón, vân vân. Và cũng bệnh nhân nữa cũng phải, nếu mà hồi trước bị mập thì phải giảm cân, vì khi mập thì rất dễ bị nhiều bệnh. Ok, và nhất quan trọng nhất là tránh uống rượu. Uống rượu kinh niên nó làm hư gan rất là nhiều, và tâm thần người thân gan phải thoải mái, mình thiền định, mình đi chùa, nhà thờ, cầu nguyện, exercise giúp rất nhiều, không những về suy gan mà mọi thứ. Nhưng mà quý vị nhớ này, đừng để tới khi serous liver. Ok, mà nếu may mắn mình thay gan, ok, chứ còn nếu mà để đã không có thay gan thì cái gan càng ngày càng bị nặng hơn mà thôi, mình chỉ chậm lại thôi, đã suy serous rồi thì không có chữa được trừ khi mình thay gan thôi, và tự làm cho bớt cái tổn thương trong tương lai thôi, chứ còn không có thể reverse được. Ok, thành nhớ đừng uống rượu, tránh tiểu đường, tránh máu cao. Ok, tới đây thầy thấy đã hết giờ, chúng ta nhớ cái vị này, sống đời á phải là vui khỏe, tâm thần phải vui và mình phải khỏe thì mình sẽ sống cuộc đời rất là an vui. Quý nhớ hai câu: sống đời vui khỏe. Do đó mình nên khám bệnh định kỳ và trị bệnh khi nó vừa bắt đầu, và ngăn ngừa bệnh trước khi xảy ra. Thân chào tất cả quý vị.